Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai mẫu máy rửa chén đến từ thương hiệu Bosch nhé. Đầu tiên đó là chiếc máy rửa chén độc lập có mã số đó là SMS63L08EA. Thì ở chiếc máy rửa chén độc lập này có gì đặc biệt? Đầu tiên đó là nó có công suất là 12 bộ đồ ăn châu Âu, lượng nước tiêu thụ rất là tiết kiệm đó là chỉ 11.8 lít thôi và độ bộ ồn đó là 52 decibel. Đây. Rồi, về các đặc tính sản phẩm bên trong thì nó sẽ có hai khay rửa. Và các bạn có thể thấy ở đây. Đây hai khay. Chúng ta có thể kéo cô ra. Đây ha. Phía dưới này hai khay thì chúng ta có thể đựng ly, đĩa, chén này, son nồi vào. Trên cũng vậy, nhưng mà nồi thì nên khuyến khích để dưới nha. Ở đây thì chúng ta có thể đĩa, đũa nè, muỗng nè, đĩa, dao vào đây để mà mình có thể rửa. Rồi, ở đây thì sẽ là nơi đựng viên hoặc là bột mà rửa chén này, đựng muối ở phía bên dưới. Đây, hai khay rất là rộng mà chúng ta cũng có thể điều chỉnh. Ở đây mọi người có thể thấy ha, nó sẽ có cái bảng điều khiển này, bảng chú thích, bảng điều khiển này mà ở ngoài thì ở đây là sẽ là điều khiển bằng nút nhấn nha mọi người. Và ở đây thì sẽ có những cái chế độ nào, ví dụ như là chế độ rửa 70 độ C này, chế độ rửa tô, chế độ rửa chén tô 65 độ C, chế độ rửa auto từ 45 đến 65 độ, chế độ rửa eco gọi là rửa tiết kiệm 50 độ và chế độ rửa ly tách là 45 độ C. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm cái chế độ gọi là rửa tráng, rất là tiện lợi tại vì ví dụ như là mình có thể ăn buổi sáng ít quá thì mình có thể dồn lại buổi trưa mình rửa luôn một lần và mình sẽ sử dụng cái chế độ tráng này để mà tráng sơ qua cái chén rửa cho nó sạch thêm. Và ở đây thì mình sẽ có thêm hai chiếc chế độ bổ sung, đó là chế độ rửa diệt khuẩn. Đây, đây là chế độ rửa diệt khuẩn và chế độ rửa nhanh, chúng ta có thể thấy ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái thời gian, đây rất là dễ dàng để mà sử dụng. Và như mọi người cũng có thể thấy là ở sản phẩm của Bosch thì sẽ được ưu tiên trong cái chế độ đó là Silent Plus đây, tức là giữ im lặng trong quá trình rửa. Tiếp theo đó là một sản phẩm máy rửa chén bán âm. Thì máy rửa chén bán âm này có mã số là SMI46IS03E. Thì như mọi người có thể thấy là máy rửa chén bán âm có nghĩa là nó sẽ có phần trên nút nhấn và màn hình này thôi. Và ở phía bên này thì phần kim loại này các bạn sẽ dùng cái mặt gỗ để mà che đi cho nó đồng nhất với cái phần tủ bếp của mình nha mọi người, cho nên nó mới gọi là bán âm. Rồi thì mình sẽ nói về những cái công năng của nó thì cũng sẽ giống với cái máy rửa chén vừa rồi. Thì nút bật tắt nguồn nè, rồi chế độ rửa nhanh nè, chế độ rửa diệt khuẩn nè. Rồi ở đây thì chúng ta có thể chế độ sấy khô. Ví dụ như những cái loại mà chén đĩa nhựa thì thường nước nó sẽ hay bám dính vào thì mình có thể ấn cái chế độ này, nó sẽ sấy khô thêm và giúp chén đĩa nhựa của mình nó hoàn toàn không có nước luôn. Rồi đây là chế độ rửa son nồi 70 độ C nè, chế độ rửa tự động 45 đến 65 độ C nè, chế độ rửa tiết kiệm điện eco 50 độ C, mình ấn vào đây là được. Đây ha. Đây ấn vào. Đây là chế độ rửa ly 40 độ. Thì cái chế độ rửa ly này thì mình sẽ rửa những cái ly thủy tinh mà mình uống rượu vang hay là ở những cái ly thủy tinh mỏng á, thì mình có thể sử dụng chế độ này. Chế độ rửa nhanh trong vòng 1 giờ 65 độ C. Chế độ rửa tráng như mình có giới thiệu ở phía bên kia cũng vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái nút báo, đó là báo về cái nước này, nước bóng và cũng như là cái muối của mình. Thì nếu như mà có lỗi thì nó sẽ báo ở phía trên này ha. Ở đây là màn hình hiển thị khi mà ăn mình chọn. Ở đây là chế độ hẹn giờ. Ở đây là cái chế độ vệ sinh máy rửa chén luôn, rất là tiện. Ở bên trong thì các bạn có thể thấy thì nó sẽ có hai khay rửa. Mà như chúng ta thấy sản phẩm thì sẽ có xuất xứ từ Đức. Và hơn nữa thì công suất của nó là 12 cộng 1 bộ đồ ăn châu Âu, lượng nước tiêu thụ thì chỉ có 9.5 lít và độ ồn đó là 44 decibel. Và ở đây các bạn có thể thấy hai dàn rửa với dàn rửa phía trên rộng. Đây mọi người, đây là cái khay ở phía dưới mình có thể để nồi chảo vào để mình rửa nè. Cái hộp bên trong là mình sẽ để đũa muỗng hoặc là đĩa vào. Ở cái đây là cái khay phía trên mọi người. Đây các bạn có thể dựng lên hoặc là để xuống để mà kẹp ly vào giữ ly cho chặt. Đó, rất là dễ dàng sử dụng.
Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm, các bạn cũng đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Hẹn gặp lại và chào các bạn.